Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên là đơn vị có số vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo số liệu báo cáo của đơn vị, mùng 1 tháng 10 2019 đến mùng 1 tháng 10 2020, tổng số việc phải thi hành cho các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn là 63 việc, tương ứng với số tiền là trên 112 tỷ đồng, chiếm 1,71% về việc và gần 50% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành. Đơn vị đã thi hành xong 9 việc, thu được số tiền trên 35 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 26% về việc và 32% về tiền. Nguyên nhân dẫn đến thời gian giải quyết những vụ việc này thường kéo dài, khó khăn phức tạp, đó là nhiều vụ việc có hồ sơ vướng mắc về tài sản thế chấp. Hiện trạng tài sản thế chấp và hồ sơ tín dụng không khớp hoặc không đúng. Nhiều vụ việc có hồ sơ vướng mắc về tài sản thế chấp, giá trị tài sản thực tế thường thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản theo hợp đồng thế chấp. Một số vụ việc giảm giá nhiều, không có người mua. Việc cử cán bộ đại diện cho các tổ chức tín dụng làm việc với cơ quan thi hành án còn hạn chế. Cơ quan thi hành án phải thụ lý, giải quyết thì phải có cái sự cung cấp thông tin, phối hợp với các chấp hành viên để xác minh tài sản đảm bảo, rồi đo đạc ở tại thực địa đất thì các cái việc đó thì các cán bộ tín dụng ngân hàng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Thế mà thường xuyên là phó mặc cho chấp hành viên để phải tự đi đo đất, kiểm tra hoặc xác minh các cái tài sản của các cái người phải thi hành án. Trong khi đó thì họ thường là không phối hợp, trốn tránh cái nghĩa vụ thi hành án, và chấp hành viên thì rất là vất vả, khó khăn trong cái việc mà đi truy tìm tài sản cũng như là xác minh tài sản. Cũng là một trong những địa phương nằm trong top đầu của tỉnh về số lượng vụ việc có liên quan đến án tín dụng ngân hàng. Năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sông Công có số vụ việc phải thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng là 21 việc, tương ứng với số tiền là trên 60 tỷ đồng, giảm 6 việc so với cùng kỳ 2019, trong đó có 18 việc có điều kiện thi hành, tương ứng với số tiền trên 58 tỷ đồng. Số việc đã giải quyết xong là 5 việc, tổng số tiền thu hồi được là trên 10 tỷ đồng. Thực tế, trong các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn thành phố Sông Công, cho thấy người phải thi hành án thường không tự giác chấp hành, cố tình chống đối, chây ỳ bằng nhiều cách như thay đổi hiện trạng tài sản, không nhận quyết định thi hành án, cản trở việc xác minh, kê biên định giá hay đưa tài sản là động sản, xe máy, máy móc thiết bị ra khỏi địa phương, khiến cơ quan chức năng không truy tìm được để xử lý. Công tác xác minh rất là vất vả. Có thể là chúng tôi phải đi các cái huyện khác hoặc là phải đi tìm những cái tài sản đó. Có những cái tài sản thì có thấy như có những cái mà người ta đã mang đi để sử dụng vào những cái công trình, ví dụ như là trong Thanh Hóa hoặc là Sơn La, Lai Châu. Thì bây giờ cơ quan thi hành án cũng đang yêu cầu đương sự phải di chuyển cái tài sản ấy về để thì mới có thể là tiến hành kê biên được. Mất rất nhiều bước. Bước đầu thì cũng đã giải thích về mặt pháp lý, pháp luật với lại cái người phải thi hành án và người có liên quan. Sau đó thì họ cũng cố tình kéo dài rất nhiều thời gian, và cơ quan thi hành án cũng như ngân hàng đã tạo điều kiện rất là nhiều về thời gian để cho khách hàng người ta tự xử lý. Thực hiện nghị quyết số 42/2017 QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và chỉ thị số 32 ngày 19 tháng 7 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện nghị quyết nêu trên. Năm 2020 là năm thứ hai liên tiếp, Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị chỉ đạo đôn đốc thi hành án tín dụng ngân hàng. Đây là diễn đàn để các tổ chức tín dụng ngân hàng và các cơ quan thi hành án dân sự trao đổi đánh giá về sự phối kết hợp, về những nguyên nhân dẫn đến thi hành, kéo dài thời gian thi hành án tín dụng ngân hàng, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thi hành án đối với loại việc này, từ đó đề ra các giải pháp phối hợp trong thời gian tiếp theo. Kết quả năm 2020 đã thu được số tiền gần 37 tỷ đồng, góp phần khơi thông dòng tín dụng và thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo niềm tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng ngân hàng đối với hoạt động thi hành án dân sự. Tiếp tục bám sát các cái chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tổng cục Thi hành án cũng như là của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trong hoạt động thi hành dân sự, đặc biệt là cái nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu
liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Cũng rất nhiều cái vụ việc tín dụng ngân hàng có nội dung này. Tuy nhiên thì cũng lưu ý là các cái chấp hành viên cũng như cơ quan thi hành án dân sự phải đặc biệt quan tâm và chú trọng đến cái chỉ đạo lãnh đạo về cái nội dung này để thực hiện cái thi hành án những cái vụ việc liên quan tín dụng ngân hàng cho dứt điểm. Năm 2020, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, đạt 87,29% về việc và 52,37% về tiền. Công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp kéo dài, các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kỷ cương kỷ luật hành chính được tăng cường. Những kết quả trên sẽ là tiền đề quan trọng để đưa chỉ thị số 33 ngày 25 tháng 9 2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đi vào cuộc sống.